rồi mình không có ba, không có mẹ bên cạnh nữa. Có bao giờ con ngồi con suy nghĩ điều đó mình tủi thân không con? Dạ có, nhiều lúc con đi ra đường con thấy bạn bè con có ba có mẹ. Được về nhà có ba có mẹ để về. Là đi đi luồn cho họ đó đó. Tôi kiếm ra qua ngà đó. Mà chừ thấy chán khổ quá, cho mẹ ăn cháy cháy. À, trong nội bà nội cũng không có luôn. Có chừ tôi có đem về tôi nuôi. Rồi ăn ít ít chứ cũng được sao gì rồi ăn chừ. Chừ lại bỏ trái mà đi mổ. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Con gái, xem xong đoạn clip vừa rồi, tại sao con lại khóc? Con nhớ ba mẹ hay là con thấy hoàn cảnh mình khó khăn quá? Thì con nhớ ba mẹ, với lại hoàn cảnh của mình nó cũng khó khăn. Nhớ ba mẹ. Trước khi ba mẹ mất có dặn con điều gì không? Dạ, ba mất thì không có, nhưng mà trước lúc mẹ mất là mẹ có dặn là phải lo cho em, giúp mẹ lo cho em, chứ mẹ đi rồi không có lo cho em được. Nhà mình ông bà lớn tuổi hết rồi, rồi quán xuyến chiều gia đình như vậy đó. Con có mong muốn điều gì cho cả nhà mình không? Dạ con mong muốn là ông bà ngoại con khỏe mạnh, rồi gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Con chỉ mong muốn là ông bà ngoại con sống lâu với tụi con một chút. Con làm tháng được 4-5 triệu, rồi mình chi phí gia đình sao con? Dạ đầu tiên thì mình lo cho Hùng ăn học, sau đó là ăn uống mấy ông bà cháu trong gia đình, rồi mấy cái chi phí khác phát sinh ra. Con còn quá nhỏ mà làm lương cũng không có cao nữa. Vậy con có mơ ước gì cho riêng con Dạ chưa, con chưa có mơ ước gì cho con hả? không? Con chỉ làm để lo cho gia đình, cho em, cho ông bà thôi hả? Dạ Có bây giờ mình nhìn bạn bè mình thấy thiệt thòi. Mình hai mươi mấy tuổi rồi, là con gái nữa mà mình phải lo tất cả mọi chuyện. Rồi mình không có ba, không có mẹ bên cạnh nữa. Có bao giờ con ngồi con suy nghĩ điều đó mình tủi thân không con? Dạ có, nhiều lúc con đi ra đường con thấy bạn bè con có ba có mẹ. Được về nhà có ba có mẹ để về. Không ai mong muốn mình sinh ra và lớn lên với số phận nó cay nghiệt như vậy. Hùng nè, con thấy chị mình vất vả không? Dạ có. Vất vả. Con thấy ông bà mình vất vả không? Dạ có. Vậy thì con sẽ làm gì để giúp đỡ chị với ông bà? Quét nhà rửa chén với là nấu cơm. Cũng giỏi rồi. Con học giỏi không nè? Dạ học sinh khóa. Khá là được rồi con. Cố gắng từ khá phải lên giỏi, mình phải tạo động lực cho mình nha. Thấy chị vất vả vậy, ông bà vất vả như vậy, phải cố gắng học thật giỏi nha. Bà ơi, bà nay nhiêu tuổi rồi bà? Năm nay tôi 70. Ông là nhiêu? Ông bả boa. Vậy thì thu nhập gì cho riêng ông bà không? Là đi đi luồn cho họ đó đó. Tôi kiếm ra qua ngà đó. Mà chừ thấy chán khổ quá, cho mẹ ăn cháy cháy. À, trong nội bà nội cũng không có luôn. Có chừ tôi có đem về tôi nuôi. Rồi ăn ít ít chứ cũng được sao gì rồi ăn chừ. Chừ lại bỏ trái mà đi mổ. Tháng bà đi làm lặt vặt thì được khoảng nhiêu tiền? Thì thoáng thằng ngà đi tam rồi đó. Thốn luôn bả ngà còn biểu nghỉ. Tháng làm 7 ngày rồi tiền thuốc men tiền này kia đâu có mà bà chi tiêu? Thì rất là đi luôn, rất là gì ai ăn nhín là lầu nhịn là để dành. Ông bà phải giữ sức khỏe bởi vì cháu còn nhỏ quá Nhưng... mà làm cũng không nhiều tiền lắm. Rồi con gái nè, nhưng mà con có nghĩ là con phải học cái nghề nào đó chứ, bây giờ con cứ làm tháng 4-5 triệu, 4-5 triệu làm hoài rồi biết chừng nào mình mới khá được con. Dạ con cũng tính tới học nghề nhưng mà để nó ổn hơn một xíu. Con mong muốn học nghề gì theo con? Dạ con học spa. Theo chú thì nên đi học con. Thật ra đi học á nó sẽ có cái đồng lương ổn định hơn và nó cao hơn chút xíu nữa. Không chỉ con lo cho em con, ông bà mà còn lo chính bản thân của con nữa. Cái đường đó là đường tốt nhất các con nha. Thưa quý vị, Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.